Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Vũ Audio. Hôm nay thì em lại cập bến cái mẫu súp hàng bãi, một trong những dòng thương hiệu rất nổi tiếng của Đức, MUF. Đẹp nha mọi người nhá. Những dòng súp này anh em mình chơi gia đình, quán karaoke, hội trường, đảm bảo với anh em là không hay không lấy tiền. Thùng vách các thứ đẹp nhá. Ở đây thì nắng mưa thoải mái anh em ơi. Các bác cứ phơi thoải mái, nắng mưa không lo vấn đề là bị lở. Đẹp không? Đem thùng gọn, con này đánh hay. Với cái kiểu cách thiết kế thùng thì nó như là cái dòng loa súp của hãng Listo nha mọi người nhá. Nó cái kiểu thiết kế rất là đẹp. Đó. Cái hầm ống kiểu ma trận. Đó. Đóng kiểu ma trận hay lắm. Và bát con này thì được sử dụng bát của Ý, của Italy nhé mọi người nhé. Bát này là bát của Italy GCF. Đẹp không? Đẹp khủng khiếp luôn mọi người ạ. Đẹp lắm. Nói chung là cái lô súp này, thứ nhất là em nhập về em rất là ưng ý cái vấn đề là cái bát của nó còn rất là đẹp. Đấy. Cái thứ hai về cái kiểu cách thùng, em rất thích cái mẫu thùng như thế này nhá. Mẫu thùng này đánh hay lắm. Nó đánh nó lực kiểu, nó lực ở cái diện gọi là, ví dụ như các bác mà để trong phòng ấy, trong phòng nhà mình ấy, thì nó đánh ở cái diện nó không ảnh hưởng sang nhà hàng xóm, mà có nghĩa là nó sẽ trực tiếp ở cái không gian phòng nhà mình, rất là hay. Đấy. Tất cả bát các thứ này. Này, màng vẫn xanh đét nhá. Đấy, anh em nhìn màng sợi thủy tinh này, lấp lánh này, vân vải tầm dầu này. Nặng khủng khiếp luôn. Cái này là mốc nhá, cái này mốc nhá, lau đi là nó hết mốc. Đẹp lắm mọi người ạ, đẹp tất cả zin hết nhá. Thì đời con này cũng khá là mới, 2020 mới có 4 năm thôi các bạn, có 4 năm. Nhưng mà loa thì gần như là rất ít sử dụng. Đẹp chất. Từ 220-100 nhé, hàng xịn anh em nhé. Hàng xịn nhá. Đẹp như thế này cơ mà. Nói chung là đẹp, đẹp, đẹp. Nhức nách luôn các bạn, đẹp nhức nách luôn. Nhẹ, con này cũng đẹp. Giá 6.4 triệu một quả các bạn nhé. 6.4 triệu một quả. Mức giá phải nói là quá là hợp lý. Bình thường nếu như anh em mua một quả súp như thế này và với những cái hãng như Nexo ấy, mà nó sử dụng bát của Ý, giá toàn tiền 100 triệu thôi. Đôi khi người ta bán theo thương hiệu mà. Đó, anh em là có muốn sở hữu cho mình những quả súp hàng bãi xịn, zin đẹp và chất âm hay thì lựa chọn sang mẫu này với mức giá tiền hợp lý. Nói chung cái giá này là rất là rẻ các bạn. Thì các bác liên hệ trực tiếp cho mình Vũ qua hai số máy 0976658815 hoặc 0925886889. Em ở sau đó chỉ định Hải Dương các bác nhé. Quá chất luôn. Ship hàng toàn quốc các bác nhá. Rồi chào các bác nhá.